âm nhạc nào nó có liên quan đến Phi Nhung. Tại vì đây là cái dịp mà chính Mạnh Quỳnh, chính anh, chính khán giả, những người yêu thương Phi Nhung, lòng trong lòng lúc nào vẫn còn nhớ tới Phi Nhung. Và như anh đã nói, em đứng đây hát một mình, nhưng mà tụi anh nhìn thấy Phi Nhung bên cạnh đây. Nhiều người không hiểu đấy, Diệu Thảo nói bậy lặng như vong linh, không phải. Bởi vì trước đây Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã gắn bó với nhau trên sân khấu, cái hình ảnh đó mãi mãi ở trong lòng chúng tôi. Cho dù Mạnh Quỳnh đứng một mình, chúng tôi vẫn thấy có Phi Nhung bên cạnh. Hai bài hát này gắn bó với Phi Nhung, Tân Nhạc và Tân Nhạc Cổ Nhạc. Ok, thông tin như vậy. Cổ nhạc thì em hát cái song ca Phi Nhung, cái tông đó, hai tông nam tông nữ hơi khó. Nên thôi bây giờ em hát, em lựa một cái bài này, Phi Nhung hồi xưa sống còn thích lắm. Cái bài này thì ngày xưa hai đứa đã đóng chung, đó là tuồng cái lương Tân Lương Sơn Bát trước Tân Đài. Và sau khi hoàn thành cái tuồng cái lương đó thì trên chuyến bay từ Sài Gòn về Taipei lại Los Angeles thì Bình đã sáng tác một cái bài để nói là tại sao hồi xưa thằng ông con trai nó khờ đến mức độ mà con gái chắc chút anh đài giả trai vậy mà nhìn không ra cái giọng nói là nó dĩ nhiên mà không biết sao hồi xưa người ta không có nhận ra là kẻ giả trai lúc đó giả giọng luôn hả? Bây giờ có nhiều người nam giả giọng nữ vẫn được mà hát được luôn mà hát giả giọng luôn chứ Lương Sơn Bá mà đi học chứ chút anh đài 3 năm trời mà không biết chút anh đài là gái giả trai không tôi em nghĩ là tại sao cái thời xưa có những người họ ngây thơ mức độ vậy cho nên mình mới Quỳnh mới sáng tác một cái bài thật là nhanh nhưng mà hôm nay mình Quỳnh sẽ hát lại hai câu cuối thôi là lúc mà Lương Sơn Bá sau khi đã biết là chúng anh đã là gia trai rồi đó, thành đi về nhà thưa với mẹ và đích thân anh ta đến tận nhà để chúng anh đài để xin cầu hôn và dĩ nhiên là thất bại tại vì chúng anh đài đã có mã nhân tài đúng rồi cho nên đau khổ thế nào về học máu đúng rồi quý vị sẽ nghe hai lần cuối và như thế này hát đây không phải hát cho riêng Mạnh Quỳnh yeah. Hát đây không phải chỉ khán giả ở đây mà hát đây cho Phi Nhung cho những người yêu thương Phi Nhung trên giờ phút này thì Mạnh Quỳnh sẽ ráp nhạc Quỳnh hát đặc biệt bài này cũng mới làm rất là ngắn là nửa nhạc Quỳnh ráp hơi bối rối chút xíu là nếu có gì sẽ xuất biểu hoa cho nha hai câu vụn cổ thôi lúc mà chàng Lương Sơn Bá đến cầu hôn chút bên đài nè Quỳnh nó nghe mở lên cho em nha lúc này thì Lương Sơn Bá đứng chút bên đài và tâm sự đến ngàn tìm đến chút gia trang trương thăm bàn sau ngỏ lời phúc tương ngộ hôm nay nỗi mừng vui chưa rơi càng sau phút chốc bóng rưng rưng đôi dòng lệ lời thề ước năm xưa giờ đây thôi đã lỡ vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi tình nghĩa chút lớn từ đây thôi ly cách
đầy ngọc trâm ta trao lại cho nàng. Chúc nương ơi hỡi chúc nương, từ đây âm cảnh đôi đường chia phôi. Quan mồ giá lạnh đơn côi, ghi dấu muôn đời nơi tiếu lộ Nam Sơn. Nếu ai bỏ lỡ chương trình này chắc chắn sẽ tiếc lắm đây. Hôm nay anh Hai Mạnh Quỳnh làm khán giả xúc động rất nhiều khi đem theo di ảnh của chị Nhung lên sân khấu. Thế nhưng sau tiết mục đó, đến phần giao lưu trò chuyện, khi người dẫn chương trình phát hiện ra một điều đặc biệt hơn thế nữa, thì chính anh Hai Mạnh Quỳnh là người không kìm được nước mắt mà khóc ngay trên sân khấu. Người phỏng vấn Mạnh Quỳnh tại live show không ai khác là MC Việt Thảo. MC Việt Thảo hỏi, này Mạnh Quỳnh, anh thấy bộ trang phục em mặc cũng giống như bao lần khác em lên sân khấu, nhìn thì rất quen, nhưng anh biết xuất xứ của bộ này đó nha. Mạnh Quỳnh tỏ ra ngạc nhiên, thì MC Việt Thảo tiếp lời, đây chính là vỗ vét mà Phi Nhung tặng em đúng không? Sau khi Phi Nhung mất, anh thấy em mặc hoài, mà chuyện này chỉ có một mình anh biết, vì hôm đó cũng chuẩn bị diễn ở Teletron, chỉ có ba anh em mình. Phi Nhung tặng em hồi 2018, đúng chưa nào? Lúc này Mạnh Quỳnh dù cố gắng kìm cảm xúc, nhưng không giấu được nước mắt nữa. Anh lau vội giọt lệ, rồi chỉ nói lời cảm ơn MC Việt Thảo, vì chi tiết nhỏ như vậy mà cũng có người phát hiện ra. Mạnh Quỳnh tâm sự, mọi người đừng nghĩ nhiều quá, em làm việc này đơn giản là chỉ muốn cùng Phi Nhung bước lên sân khấu. Dù có làm gì đi chăng nữa, quan trọng vẫn là ở tấm lòng thôi. Còn những thứ hình thức khác chỉ là phụ. Chương trình ai nấy đều xúc động và còn thêm vỡ òa cảm xúc hơn nữa khi MC Việt Thảo yêu cầu Mạnh Quỳnh hát bài vọng cổ liên quan đến Phi Nhung. Ca khúc hát về cuộc đời của hai người, không ngờ Mạnh Quỳnh lại phải hát tặng Phi Nhung trong hoàn cảnh này. Khi hát xong thì Mạnh Quỳnh vừa cười vì hạnh phúc, nhưng cũng không giấu nổi sự xúc động, rơm rớm nước mắt. Thay mặt Phi Nhung, gửi lời cảm ơn đến khán giả vì sự yêu thương của mọi người. Sau show diễn cuối trong vòng 4 ngày liên tiếp, Mạnh Quỳnh cũng đã có một buổi phỏng vấn ngắn với truyền thông. Mạnh Quỳnh tiết lộ về món quà 100 ngày mà anh đã chuẩn bị cho Tri Kỷ. Bài hát anh viết riêng, xin được tiết lộ một chút nội dung trong bài. Nhung đã nói sẽ mãi ở bên Quỳnh không xa cách. Dù thế nào đi nữa, Quỳnh và Nhung hai ta cũng đã hứa, trọn đời này sẽ mãi ca hát cùng nhau. Vậy mà sao giờ chỉ mình anh đau, khi tình bạn chưa phai màu cảm xúc, bao kỷ niệm êm đềm thật hạnh phúc, giờ là lúc Quỳnh phải quên hết sao? Nhung nói đi, anh phải làm thế nào? Không có Nhung làm sao anh sống tiếp? Ngày không Nhung, tim Quỳnh đau khủng khiếp, Nhung đi rồi, Nhung có biết không Nhung? Ở trên đấy, Nhung hãy nhìn xuống xem, ngày không Nhung, Quỳnh chỉ buồn và khóc, hình Nhung Nhung luôn hiện hữu trong lòng. Chỉ mong sao ta lại như lúc trước, trên sân khấu cùng nhau ca hát, rồi nơi đây trước hồn Nhung an ước, cầu cho Nhung, đời sau ấy bình an. Video đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị, chúc tất cả mọi người mạnh khỏe và bình an.